Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ok, hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về dĩ nhiên là cái chủ đề của Hồng Loan, vì Hồng Loan quá sực sỡ trên sân khấu hôm qua, phải không các bạn ha? Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like và chia sẻ cũng như cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, nếu các bạn có xem những video clip của những anh em YouTuber đã không ngại đường xa xa xôi, nắng nóng, rồi quay những cái thước phim rất là đẹp để gửi chúng ta về một cái suy nghĩ về cái tích cực và những cái tốt đẹp nhất màu hồng trong cuộc sống không các bạn, như là đêm biểu diễn ở Bình Dương, rồi anh chị em nghệ sĩ chạy xuống tới trống đồng, dĩ nhiên rất cực khổ nhưng mà họ vẫn vui vẻ đem tiếng hát lời ca của mình phục vụ khán giả, nhất là cô con gái duy nhất, cô con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cô con gái rượu này đã đem lại cho khán giả những tiếng cười nè, những cái chụp hình nè, đứng gần cô gái bé nhỏ nè, họ muốn có một tấm ảnh đẹp, thật đẹp đối với người con gái duy nhất, người con gái duy nhất, giọt máu duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chứ không phải như ai đó ngồi chém gió gọi người ta là đứa con vô ơn. Lúc này chị cả hay gọi cái chị đó lắm, chị cả của tội đó các bạn. Có nhiều bạn thì nói là không có đọc là người ta viết, chắc có thể là người ta tránh cái chữ Trang là chữ Trang á, nắng Trang Trang á, thì chắc có lẽ không dính líu về tên kênh của chị ấy, ta gọi là Trang Khách Sạn. Có nhiều người gọi như vậy, chắc có cái bấu chốt gì không các bạn ha. Chắc cái chị này thì thường đi chơi trong khách sạn, thường nghỉ ngơi trong khách sạn, thường làm việc trong khách sạn hay cái gì đó cũng trong khách sạn, cho nên khán giả mới đặt tên cho chị là như vậy. Riêng tôi thì hay gọi chị là chị cả của tội, tại vì rất nhiều người nói chị là hay chấm gió dạo này. Trên mạng xã hội thì giang hồ mạng lắm, dùng những danh từ có thể sát thương người ta và vu khống người ta một cách trắng trợn luôn nữa. Dạo này chị có đưa ra một cái chủ đề là chấn động, là con tàu lao chém gió không à, cái gì cũng chấn động. Nhưng chuyện này là khủng khiếp. Quên, tôi hay dùng cái từ này để dành lại cho chị cả cũng hay dùng chữ khủng khiếp lắm. Thì cũng chấn động, bà xạo không à, láo khoét, làm gì mà có chấn động, cái gì mà chấn động. Rồi đưa hình của bác sĩ Lâm, rồi ca sĩ Nguyễn Phủ cũng như là anh hai Vũ Linh lên. Rồi có một cái tựa đề, mà cái tựa đề là chấn động các nạn nhân lên tiếng ca sĩ Nguyên Vũ, bác sĩ Long, Vũ Linh. Đây là hành vi vu khống Hồng Loan và bên đại diện của Hồng Loan có thể lấy những cái từ ngữ này để thưa cô ta về cái tội vu khống. Các bạn biết không, mình thì không nhờ muốn ai phải vướng vào lao lý hay là bị rắc rối với lại chính quyền lắm. Rắc rối với cảnh sát chứ lại vào vòng lao lý, tại vì ai cũng có thân nhân, ai cũng có con cái này kia nọ. Nếu mà người ấy phạm tội gì đó cũng thấy tội không các bạn ha. Nhưng mà thôi thấy kệ đi, tại vì người này đi quá đà rồi. Đem hình ảnh của bác sĩ Long, Vũ Lưng và Nguyên Vũ để vu khống Johnny và Hồng Loan. Đây là một cái tội mà tôi thấy rằng đối với là cái xã hội, đối với cái nghĩa tình làm người là bất nhân. Thật sự là một người bất nhân. Khi mà quay xe rồi họ có bộ tam, họ đã lên kế hoạch. Khi mà cái củ tỏi này, chị cả củ tỏi này nói rằng Hồng Loan không biết chị ta là ai, tôi công nhận là Hồng Loan cũng đúng. Bao nhiêu YouTuber đâu phải là đếm trên đầu ngón tay 5-10 người đâu, hàng trăm YouTuber, thì làm sao Hồng Loan biết ai là ai? Đừng có nghĩ mình là người quan trọng, đừng có nghĩ mình là cái tôi quá, đừng có nghĩ mình là cái vũ trụ.
ở cái rốn của vũ trụ, ai cũng phải biết mình, ai cũng phải. Thật ra người ta biết chị gần đây nhiều nhất, ở hải ngoại cũng biết, là khán giả người ta nói là mỏ hổn, mỏ nhọn của tội thì người ta biết rất là nhiều. Người ta biết nhiều hơn nữa, tại vì có một lần cái vụ mà bể show livestream ở trong khách sạn đó, đó khán giả mới biết, biết nhiều hơn về cái cách làm việc của họ rất là chu đáo. Có thể là vô trong đó cái phòng rất là kín, không ai nghe được, mình livestream nó dễ dàng hơn. Có la hét gì kia nọ, ầm ĩ hay rên rỉ gì cũng không ai biết hết, nó đại khái là như vậy. Tôi đánh giá ngày xưa, đánh giá cô này quá cao, cũng như cô này nói là ngày xưa theo cái drama này nó là một cái mà biểu tượng mà giống như là dành lại cho người thấy cô. Cô ấy đã từng khóc lóc, từng tỉ tê, từng bảo vệ hết mức, và từng giống như kiểu mà thầy thốt gì cái nọ. Nhưng mà sau giờ chúng ta thấy rõ ràng là họ cũng chỉ là những người YouTuber. Họ cũng ngồi trên đây để nói, để kiếm tiền. Nếu mà ngồi trên đây không được kiếm tiền thì họ không bao giờ nói cái chủ đề này chứ. Họ đi rồi, nhưng mà họ thấy rằng đi ra quá xa là không thể kiếm một đồng bạc nào được, không thể kiếm nhiều tiền như lúc trước, cho họ quay về. Và khi họ quay về thì họ cảm thấy rằng là họ kiếm tiền nhiều hơn mà khi trong cái khoảng thời gian họ bỏ đi. Nhưng mà khán giả thì thông minh lắm, người ta lại không xem nhiều nữa, hoặc người ta lướt qua một cái rồi người ta quỷ kênh. Các bạn có thể quỷ kênh mà, vào chỉ cần bấm cái bụp một cái là quỷ kênh liền. Còn quý vị mà muốn báo cáo report thì mà trên màn phải của quý vị, của TV, của cái điện thoại quý vị cầm gì nè, thì bên tay phải có cái nút sau này nè, quý vị bấm vô một cái thì nó hiện lên cái chữ là những cái chữ như thế này, report báo cáo đó. Rồi quý vị bấm vô cái chữ báo cáo, rồi trong đây thì nó hiện lên hết là những báo cáo cho ai và họ đang nói gì, họ soi mói hay hoặc là họ hăm he, họ dùng những danh từ mà có tính chất khác thương vu khống đó, thì các bạn hãy báo cáo với lại cũng như tôi này, tôi đang báo cáo nè. Tính chất nói chuyện vu khống nè, người ta là harassment nè, tôi báo cáo vô thì YouTube sẽ coi. Nhưng mà chúng ta phải báo cáo cho nó chính xác nha, coi người này nói cái gì thì chúng ta hãy báo cáo cái điểm đó, chứ đừng tôi không khuyến khích các bạn báo cáo dư thừa, mình hãy nói chính với thật lòng mình nghe được. Cô ấy thì gần đây thì soi mối vào cái chuyện làm ăn của Hồng Loan lắm, như là bán mỹ phẩm này kia, nó dùng app này kia nọ, xạo với lại không có trung thực với khán giả. Ủa, những cái công ty quảng cáo người ta quay phim người ta không có dùng app à, hoặc là người ta quay những cái khía cạnh nào à? Trời ơi, người ta còn dùng cái kỹ thuật xảo gấp trăm gấp ngàn lần của Hồng Loan nữa. Ủa, ngay cả chính bản thân của chị cả của tuổi thì cũng vậy. Vậy em có bao giờ mà chỉ đa số là hình ảnh mà chỉ ngồi livestream là toàn hình ảnh ảo mà sau lưng toàn là ảo không? Ít có cái nào mà quý vị thấy thiệt lắm. Ngoài sau lưng cái màn hình của mình, chẳng hạn màn hình của mình là có tivi nè, đằng sau có nhà bếp nè, hay là mình ngồi ở bên kia thấy chỗ cái bàn làm việc của mình, đằng sau là cái tủ kính, rồi cái chỗ làm bếp nè. Người ta hoặc là đa số anh em tôi thấy YouTube là dùng hình ảnh thiệt, còn cái cô này sống ảo, chuyên môn mà để hình ảnh đẹp, nhà đẹp, rồi cái khung hình đẹp, văn phòng giống như luật sư. Thật ra cũng không ai chẳng môi móc gì, nhưng mà cái chị cả của tuổi này hay môi móc người ta, hay soi mói cái chuyện của người khác, nhưng mà không bao giờ biết một cái đống rác ở trong nhà mình. Hồng Loan không biết chị cả này là đúng, tôi cho là đúng. Nhiều khi hỏi là ủa chị cả giới thiệu cái ông luật sư nào làm việc về hình sự, thì nhiều khi nói lúc đó thì có thể biết đi, nhưng mà mấy tháng sau hỏi người ta một lần nữa làm sao người ta biết được. YouTuber có cái hàng trăm YouTuber, đâu có biết YouTuber nào giới thiệu. Không phải, không thể nào mà bắt Hồng Loan phải nhớ tới cái người này, người kia, người nọ. Mà nên nhớ rằng không ai mượn mình vào cái drama này. Chính mình vào để mình kiếm tiền, mình ngồi xổm trên đây để mình chém gió, mình nói khoác lác.
rồi mình đưa ra những cái bằng chứng, mình nói là mình đi ngày xưa thì cũng hay nói rằng tôi quen với Ni, tôi quen với Ni, cho nên những cái thông tin mới vừa có thì tôi sẽ có hết rồi, ngay cả chính chính cái người mà luật sư cô ấy quen thì cũng đưa những cái thông tin mà bảo mật cho cô ấy biết, đó là một cái hành động mà tôi cho rằng không được làm. Tại vì mình làm việc với thân chủ, những cái biên bản, những cái hồ sơ bí mật đó thì mình không thể nào mà luống tuồng ra ngoài để cho cô này đưa lên YouTube để kiếm tiền, phải không? Sau này Ni nhận rõ ra cái điểm này thì Ni mới không có giống như là tự bảo mật và không có liên lạc nhiều với lại bên đây, giống như là muốn cắt đứt vậy. Thì họ nói rằng là Loan phụ ơn, còn vu khống cho Ni. Lúc trước thì bên Ni dữ lắm, lấy hình của mấy cái livestream của Ni nè, mấy cái livestream của Hồng Loan nè, rồi đưa lên cái trang YouTube của người này. Bây giờ chắc xóa hết trơn rồi. Các bạn biết không, kêu bằng tỏ ra thái độ liền khi mà Loan có một cái kênh YouTube, bắt đầu kênh Loan có cái kênh YouTube và Loan cũng thông báo cho tất cả mọi người là các bạn đừng có lấy cái livestream của Loan nữa, tại vì Loan có một cái YouTube nó sẽ bảo vệ đó, nó đánh bản quyền á. Rồi lúc trước bà lấy một cái livestream của Hồng Loan nhiều khi lên tới cả 100.000 người coi các bạn. Bà không cần làm gì hết, chị ấy chỉ ngồi đó thôi thì kiếm được cả được $100 Mỹ rồi. Hồi đó giờ lấy biết bao nhiêu cái livestream của Loan và Ni, kiếm biết bao nhiêu tiền rồi. Từ khi biết bị đánh bản quyền là bắt đầu hằn học, nói một câu nói là làm gì cứng nhắc, các bạn còn nhớ câu đó không? Chính cái chị cả nói làm gì cứng nhắc, ba cái livestream phải để người ta phổ biến này kia nọ chứ không cho người ta. Cái này là họ có cái YouTube và cái Pop Music, Pop Music người ta bảo vệ cái YouTuber của người ta. Tỏ ra hàng học thì không có kiếm tiền được. Thật ra cái chị cả này là từ đầu giờ tôi thấy là đi tìm thông tin rồi từ người này mượn vai người kia chứ không bao giờ có thân cận với ai hết á. Ở đó là tôi cũng tin tưởng là thân cận với Ni, đem trên mấy cái chuyện mà nhắn tin qua nhắn tin lại hay là nói chuyện gì đó cũng lúc nào cũng nói có Ni nhắn tin cho tôi, hoặc là những cái chuyện gì hồ sơ mật mí gì tôi biết hết, Ni nói tôi nghe. Thật ra là bây giờ chúng ta biết rằng là chị ta chém gió mà thôi chứ chẳng có gì chứ. Rồi gần đây thì lại tưởng là tôi tưởng là điều tra viên hay là này kia nọ, tìm tòi những tin tức này kia nọ, thì thật ra cũng giống như những anh em YouTuber đi lên Facebook đi tìm thông tin trên Facebook của người này người kia vậy thôi, chứ chẳng có khác nào là một người YouTuber bình thường. Nó đại khái như vậy. Nhưng mà cô ấy thì nói chuyện nhiều khi có phần lưu loát mạnh miệng, không có sợ này kia nọ, nhưng mà cái mà chấn động á, cái tựa đề chấn động nạn nhân nói nè, bác sĩ Long, Nguyên Vũ và anh hai Vũ Lân là nạn nhân lên tiếng. Mấy người này chả có bao giờ lên tiếng, ba người này có thể lấy cái hình ảnh đó, lấy cái cuộc nói chuyện livestream vừa rồi cô ta để đưa cô ta để giống như tố cáo cô ta được đó, dính 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 liền. Những cái hành động vừa rồi là tôi thấy có vẻ như là 331. Cái những cái mà chị cả này nói là muốn phân tán đi cái nội bộ, muốn cho nội bộ nó không tin tưởng với nhau, rồi đánh cái tâm lý là kích động nữa. Cái kích động này là cậu Tam hay xài lắm, TTC là hay hay xài lắm, kích động người này kích động người kia để phân tán lực lượng của người ta. Hiện giờ thì bộ ba Tam Sơn đang cố tình tấn công Ni thật nhiều, giống như là Loan mà được Ni nè ha thì giống như là hổ mọc thêm cánh, bây giờ người ta muốn chặt cái cánh đó. Rồi nói Ni là rửa tiền nè, chưa có hẳn nói hẳn Ni mà nói là có cái dấu hiệu này kia nọ. Thì các bạn biết không, khi mà một con người trở mặt rồi thì họ rất là trơ trẽn, họ nói miễn làm sao họ dẫn dắt được dư luận, dẫn dắt được khán giả của họ nghe mà thôi, nhưng mà họ không có bằng chứng gì hết. Mai mốt này có gì nữa thì họ lên họ xin lỗi, nói hồi đó tôi chỉ đoán thôi.
Tại vì ngày xưa họ cũng từng nói như vậy, rồi bây giờ họ nhổ ra, họ liếm lại, họ cũng nói như vậy nữa, phải không các bạn? Thì bây giờ thì lấy những cái thông tin của những mà chị đại, những cái chị đại mà ở bên Malaysia đó bị trục xuất về bên đây, thì bắt đầu lên phân tích. Thật ra cũng nó chỉ lấy những cái thông tin những người mà căm ghét, những người mà đối thủ về làm ăn với Danny, rồi bây giờ dựa vào những người đó. Một con người nói là mình trí thức, một con người nói mình đạo đức có học, mà chỉ dựa vào những lời nói của những chị xăm trổ bên Mã Lai để làm bằng chứng, thì quý vị biết là họ như thế nào rồi. Ông quan tòa không thể nào mà xem xét những người này, điều tra bằng cách lấy những cái thông tin ở trên mạng xã hội như Facebook rồi đặt điều vu khống cho một người khác. Bây giờ ông quan tòa không thể nào nói rằng những người này đang quay xe, nhờ hai ba người quay xe và những này đang tập trung tấn công cái cô con gái nhỏ bé, cô con gái ruột của nghệ sĩ ô tô Vũ Linh. Như vậy thì mình nên suy nghĩ lại, không biết có nên là cho bên phe cô Sáu thắng không? Không có chuyện đó xảy ra. Hàng thừa kế thứ nhất vẫn là Hồng Loan. Bây giờ ngồi đâu á, thì cũng nói rằng cho tôi hỏi, cho mình hỏi, hãy trả lời tôi biết, ủa là cái giống gì vậy trời? Thật ra mấy người này phải nói một câu là ngáo quyền lực trên không gian mạng, rất là ngáo quyền lực luôn. Tưởng mình là ông quan tòa, tưởng mình là một nhân viên điều tra, tưởng mình là mà nhân viên điều tra như cũng được, cảnh sát điều tra cũng được, khi mà nói chuyện với một phạm nhân nữa mà người ta chưa là phạm nhân đó, người ta có quyền không trả lời, người ta có luật sư bào chữa để trả lời giùm ta. Mình không là cái gì hết, mình không là một cái tí gì hết trong cái xã hội này. Đừng có cho mình là có cái quyền hỏi người này hỏi người kia. Tôi nghe hoài cái câu cho tôi hỏi để tôi đặt câu hỏi. Thí dụ người khác đặt câu hỏi cho chị cả có trả lời không? Biết bao nhiêu khán giả đặt đặt câu hỏi, và biết bao nhiêu khán giả gần đây khi mà vừa nói chị cả vừa bình luận cái là chị cả có một câu nói mà tôi nghe tôi rùng mình luôn á. Tao còn nhỏ tuổi hơn má mày nữa, mà đừng có kêu tao bằng bà già. Trời đất ơi, một người nói rằng là mình quen biết với nghệ sĩ, một người nói rằng cái kênh mình lớn, kênh mình quen biết với trí thức rộng rãi, quen với luật sư, quen này, mà trả lời với anti-fan như vậy đó, với không gian mà hơn nhất nhất nữa là mình là người phụ nữ nữa, bởi vì người ta gọi là giang hồ mạng là đúng lắm rồi, còn gì nữa không các bạn. Lên chém gió là nhiều, đa số là chỉ chém gió thôi. Nói cái mà nói Hồng Loan mà xài app cho khuôn mặt đẹp, hoặc là xăm soi vào cái chuyện làm ăn của Hồng Loan ha, là tôi thấy cái đó là mất đạo đức rồi. Thí dụ ai xăm soi hay nói về công chuyện làm ăn của cái chị cả này, mà chị cả này chắc cũng không có công việc gì đâu ha, theo tôi thấy chắc không có việc làm gì, chỉ ngồi để kiếm tiền trên YouTube là nhiều, một ngày tại livestream mấy lần lận, tôi đoán gì thôi. Nếu mà mình nói người ta không công ăn việc làm thì cũng nhiều khi cũng không đúng, tại mình không có bằng chứng. Nhiều khi họ cũng có làm cái việc mà không thể nào cho người ta biết được. Hôm nay mình thấy hơi bức xúc vì họ lên họ tấn công Loan Hồng Ni một cách trắng trợn quá, và gọi là Hồng Loan là đứa con nuôi này kia nọ, dùng những danh từ đau to búa lớn và những danh từ mình không thể chấp nhận được. Cái clip gì rồi có thể lưu trữ lại, hoặc là bên đại diện của Loan có thể làm một lá đơn kiện họ. Luật sư Ngọc cũng là có nói rồi, người ta im lặng không phải là người ta sợ đâu, mà người ta chưa muốn nói tới thôi, hoặc là người ta đang âm thầm nói đó, hoặc là người ta đang âm thầm làm những cái việc mà phải nhờ cơ quan chức năng để vào. Các bạn và khán giả đừng có nghe cái lời dẫn dắt để họ giống như lùa gà cái chủ đề mà chấn động, cái tên như tên vịt vậy mà cứ gọi là chấn động. Chấn động những nạn nhân lên tiếng, tôi chưa thấy bác sĩ Long nào lên tiếng, chưa thấy anh hai Vũ Lưng
Và ca sĩ Nguyên Vũ nói cái gì chứ nghe, anh hai rất ủng hộ cho đứa em gái này và rất thương yêu đứa em gái này. Bằng chứng là người ta đi hát chung với nhau, người ta thương yêu, giúp đỡ với nhau rất nhiều. Còn Nguyên Vũ là một người ca sĩ rất đàng hoàng, đứng đắn, và người ta luôn luôn lúc nào ủng hộ đằng sau và ở đằng của Vũ Loan. Bây giờ người ta không ra mặt, người ta lúc nào cũng ở phía sau Hồng Loan chân. Thì đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình có thọc chủng cái phòng thủ của người ta. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình chỉ là một YouTuber dùng cái miệng của mình. Nhiều khán giả nói cái mỏ nhọn thì mình cũng vui vui nói cái mỏ nhọn đi. Giống như gây chia rẽ nội bộ, không có đâu. Còn nói là bác sĩ Long chưa có cái này cái kia cái nọ, thì nhiều khi bác sĩ Long cũng chẳng thèm lên tiếng. Với là cái cô này, nếu mà có uy tín quá, tại sao bác sĩ Long không có đưa thông tin cho chị cả của tội, phải không các bạn ha? Mà người ta đưa thông tin những cái gì mà liên quan đến gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho Lộc Vườn Cây. Tôi bây giờ tôi mới thấy rõ ràng là Lộc Vườn Cây là họ bắt đầu họ tấn công những người thân cận bên Hồng Loan trước. Như là Lộc Vườn Cây nè, họ muốn bứng Lộc Vườn Cây đi nè. Rồi xong xuôi bây giờ tới Ni nè, họ muốn bứng Ni đi luôn nè ha. Để họ thao túng tâm lý. Tôi có đọc một cái bình luận khi mà một khán giả nói thôi im đi con quỷ già, tôi mới tức cười đó. Cái chữ quỷ già này hay là chữ quỷ cái này nghe nó thí dụ mà một người chợ búa đó thì mình nghe mình thấy nó cũng bình thường lắm, nhưng mà đối tới những YouTuber là người ta có học đó nha, người ta có học vị đàng hoàng mà nói người ta là con quỷ cái hay là con quỷ già thì nó cũng tiếu tiếu các bạn ha. Để đọc một vài cái bình luận hôm nay với lại khán giả nha. Ok, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ rồi giao lưu rồi bình luận ha. Nhất là những cái bình luận này mình thích nè, cho nó khuây khỏa nỗi sầu vậy thôi. Một bạn tình user cứ nói lý do vì đâu bị tâm tai, ngay từ đầu vẫn ủng hộ mà những người này đã không nhận ra cái điểm sai hay cái gì đó họ viết, cho nên mình không có đọc được. Có người gọi họ bằng là tâm tai, có người gọi họ là tâm sơn. Thì cũng một bạn user, tại sao lúc này có nhiều bạn cái chữ user nhiều ha. Ai nói hay, họ chỉ muốn tiền vào túi, bắt buộc con người ta phải tối ngày theo họ. Tội nghiệp cho con gái của anh Vũ Linh Hồng Loan quá. Như là chữ tội nghiệp mà chỉ có cái nghiệp không. Nhiều khi đọc mình cũng phải suy nghĩ thêm một chút xíu. Cảm ơn bạn. Nghĩa Lê, bộ ba bất thiện và ông luật sư ngủ quên. Ngủ quên mà theo phải có cái chữ dấu hỏi nha, chứ thôi đọc là không có dấu hỏi, rất bị kỳ lắm. Đến giờ giúp được gì ngoài tiếng nói ủng hộ Hồng Loan? Khán giả ghi nhận, nhưng anh chị cô ta đã ghi nhận tiền từ nhiều YouTuber trong câu chuyện của Hồng Loan. Nói là về cái tiền này cũng nhớ, nói rằng cái chị cả của tội này nói rằng luật sư không đồng đến giúp đỡ Hồng Loan, không có ăn tiền lương gì. Nhưng mà theo tôi được biết rằng Hồng Loan không phải là một người mà không biết điều đâu. Có bằng chứng Hồng Loan đã tặng cho họ cái luật sư này là một cái iPhone mới nha. Một cái iPhone và một cái bịch túi sách, trong đó có cái gì thì không có nói nhiều ra trong đây. Nhưng mà thật ra là ai cũng biết rằng Hồng Loan không phải là một người mà không biết điều, không biết gì cả. Ở trong đây là, để trong đây mình, để coi nè. Trong cái Facebook có Hoàng Ngô có nói là Loan không có trả tiền phí cho cái luật sư này. Nhưng mà luật sư có nhận một cái iPhone mới nha, và một túi quà từ mớm.
Cái này nó rõ ràng hơn các bạn ha. Khi nhận quà của người ta, nhận iPhone của người ta thì không có nói gì hết. Mà lúc nào chị nói là ủng hộ Hồng Loan, làm giấy sao kê cho Hồng Loan. Chị nói vậy thôi à. Chị nói là không ăn lương. Nếu mà mình trung thực thì cái gì mình cũng phải nói rõ cho khán giả biết chứ. Không các bạn ha. Nguyễn Thị Thùy hay Thủy ha. Chào anh Cali Sài Gòn, anh Nam Linh thiêng lắm. Mi Sơn và TTNL hả? Rồi Tina, đạo diễn Nguyễn Đức Long đến nhà của anh Năm đốt nhang cho anh Năm, rồi xin Hồng Loan cho chú làm bộ phim nghĩ về cuộc đời của Hồng Loan. Trả lời là để hỏi ba Quốc Thanh và hai anh hai và chị ba rồi con mới trả lời. Bây giờ thì lại quay xe bêm Hồng Loan, quê nhục nhã lắm. Thật ra tôi cũng có biết cái ông đạo diễn này ngày xưa gọi là trong cái YouTuber thì để là đạo diễn Nguyễn Đức Long, nhưng sau này sửa lại là sau cái vụ bà Hằng thì xóa hết các clip rồi cái không ai coi gì nữa chứ á, rồi quay những cái thước phim cũng không chẳng ai để ý gì chứ á, rồi họ đó bám vào cái vụ án của Đại Nam mà. Rồi sau này mới đổi lại là đạo diễn Philot. Ừ, vâng, tôi có thấy lại nhà của Hồng Loan. Rồi nói là để quay một cái cuộc đời của Hồng Loan. Lúc đó là tôi thấy xạo rồi, tôi thấy biết chém gió rồi. Rất là chém gió luôn á. Tại vì rồi nói trên, tôi có nghe rồi nói với lại với khán giả có một cái clip nói rằng là bạn diễn đồng nghiệp với lại cố nghệ sĩ. Thật ra cố nghệ sĩ không biết người này là ai đâu. Chả có biết luôn nữa. Thì cái quý vị lúc mà cố nghệ sĩ còn sống, người này không có cửa lại tới nhà đâu. Bây giờ người ta đã mất đi rồi thì nói là người ta bạn diễn hay là người cùng đồng nghiệp này kia nọ. Tôi thấy nực cười cho nhiều người lắm. Chẳng hạn như là thấy người ta sang Bắc Hoàng làm họ rất là nhiều. Rồi có nói rằng nó đọc một câu nhưng mà không có đưa tên của khán giả và đưa cho tất cả mọi người xem. Nói rằng là nhiều khán giả, không phải nhiều, là có khán giả nói với tôi rằng phải lên nói rõ về câu chuyện của Hồng Loan, ai đi ơn, phải nói giống như cái kiểu mà nói xấu Hồng Loan á. Nhưng mà không có đưa cho chúng ta coi, chẳng hạn như ai nói hay này kia nói, giống y chang vậy, chỉ nói bằng miệng thôi. Tôi cho rằng tự nói rồi tự trả lời vậy thôi. Phước Trường, cảm ơn kênh của anh Cali Sài Gòn chia sẻ ủng hộ Hồng Loan, con gái của ông nghệ sĩ tài danh Vũ Linh. Cảm ơn danh hài Lê Tính, một người nghệ sĩ danh hài Lê Tính có tâm có đức, tôi ngưỡng mộ ông danh hài Lê Tính. Hồng Loan là con gái yêu quý của ông Hoàng Cải Lương, Hồ Quảng, Vũ Linh. Cảm ơn kênh đã chia sẻ và ủng hộ Hồng Loan. Ai nói gì thì nói, nhưng mà đối với tôi tin tưởng và tôi tin rằng Hồng Loan chính là con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó các bạn. Để coi mình, ủa sao cái này mất cái này vậy ta? Mình có những cái tấm hình mà hồi nhỏ của Hồng Loan và cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hai người như là hai giọt nước vậy các bạn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe nha, và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào, bye bye.